Rồi bây giờ buổi chiều 2 giờ hơn rồi, các con các cháu sẽ được tập trung lớp 1C. Mấy tuổi? Con mấy tuổi? Sao con đi chơi mà con buồn vậy? Mấy tuổi rồi? Mấy con mấy tuổi? Buồn hiu à. Mấy tuổi đây? Mấy tuổi? Con mấy tuổi? Mặt buồn hiu sợ. Vui không? Lớp 2 này vui không? Con vui không? Con chờ lâu chưa? Con chờ hồi sáng giờ có nôn tới đây không? Có hả? Lớp 3 là mấy tuổi? Mấy tuổi? Con mấy tuổi? Rồi, con thích quà gì? Chút xíu con thích được quà gì? Chơi trò chơi gì không biết luôn hả? Nhiều trò chơi lắm, thấy chưa? Thấy nhiều trò chơi không? Chị Hàng đây, cô Hàng đây.